Đấy rồi các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Cỡ đấy các bác. Cho con này vào túi xong thì tí nữa em quay ra ngoài kia để thăm bẫy cải rừng các bác ạ. Hôm qua đi đặt mấy cái bẫy. Tối hôm qua mưa to quá, chiều hôm qua mưa to quá, sự không đi thăm được nó bẫy được, nó chết mất. Tí nữa em quay ra thăm xem. Con đa đa này khá là béo luôn. Loại này thì nó béo như chim cút. Béo như chim cút rừng vậy. Được rồi đó các bác. Bây giờ thì mình sẽ thu cái bẫy này xong quay ra để thăm bẫy gà rừng.